ngon lắm các bạn ơi. Here I am. How do you do? Chú, sao nhiều kẹo màu sắc vậy? Vào đâu? Ngon. Kẹo này là kẹo sô-cô-la bảy sắc cầu vồng, ngon lắm. Con thích kẹo bảy sắc cầu vồng lắm chú. Ừ, muốn ăn không? Có. Bây giờ đổi Bim Bim lấy cái này đi. Dạ. Ừ, Bim Bim, mẹ cháu ơi, cho cháu đúng không? Dạ. Ừ. Con chưa ăn hết đâu, còn nhiều lắm á. Đây, bây giờ một đổi một nhá. Bây giờ ngửa tay ra. Nè. Ngon lắm á. Oh my god. Rất mất một hồn rồi đó. Nhìn nè, ngon lắm. Bảy màu sắc á. Xanh đỏ, tím vàng, cái gì cũng có. Ngon không? Ngon. Bây giờ ăn thử đi. Thơm quá. Thơm hả? Ăn thử đi. Ngon không? Có, ngon quá chú ơi. Ngon. Bây giờ để chú thử cái Bim Bim này nha. Ngon, ngon. Giờ chú ngồi đây chơi nha. Cũng đi nha chú. Đi đâu? Vừa đi bán hả? Ừ, đi đi, bye bye. Dạ. Đi nha. Dạ. Đau quá. Mình dùng một kẹo rất là sử dụng được mà vẫn lừa thằng nhóc kia đổi để gói Bim Bim. Ngon quá. Sao đâu bụng vậy? Có ai không? Giúp tôi với. Đau quá. À mà cứ nghe tiếng kêu cứu vậy ta. Ủa, sao giống cậu học trò lớp mình vậy ta? Đi qua làm xe xem sao. Đau quá. Con trai con làm sao thế này? Con đau bụng quá cô. Đau bụng hả? Dạ. Nhưng mà tại sao lại con đau bụng thế? Hồi nãy của anh cái kẹo một đủ màu sắc này. À vậy hả? Nhưng mà ai cho con kẹo này? Hồi nãy con anh Bim á, chú kia cho con kẹo rồi đổi Bim Bim. À là chú đó người lạ đúng không? Dạ. Nhưng mà ở lớp cô dạy con làm sao, có được nhận quà từ người lạ không? Dạ. Đó, không được nhận quà từ người lạ, cái này cũng đâu có được ăn đồ ăn từ người lạ đâu. Rồi thế con đau lắm không? Có. Thế cô kiểm tra bụng á. Trời ơi, nó nổi đầy người lên rồi. Thế để cô gọi điện cho siêu nhân đến giúp con chữa bệnh nhá. Dạ. Cô gọi điện đấy. Hay là mình vào trong này gọi điện xong rồi mình cô dìu con vào trong này cho mát nhá. Dạ. Alo, bác sĩ siêu nhân ơi, tới cứu dùng học trò tôi với. Dạ, học trò tôi ăn kẹo bị dị ứng đây. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn bác sĩ siêu nhân ạ. Dạ, rồi cô dìu con vào trong này nhá. Dạ. Từ từ nữa con. Dạ, con chịu khó một chút nha, bác sĩ siêu nhân tới liền á. À, bác sĩ siêu nhân đến rồi. Chào bác sĩ. Chào anh. Sao? Hồi nãy tôi ăn kẹo đủ màu sắc á, giờ tôi đau bụng quá. Đó là ăn kẹo màu sắc đủ sắc màu á là thấy hạn sử dụng rồi, ăn không nên không được ăn. Đúng rồi, bác sĩ kiểm tra bụng cho cậu bé đi bác sĩ. Ôi nó có nhiều kẹo quá. À, để tôi phụ bác sĩ nha. Bác sĩ làm nhẹ nhẹ nha, đau lắm. Bây giờ phải dùng kéo để cắt ra đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Đau quá. Con trai chịu khó chút đi con trai. Mẹo cái gì? Hết. Đau quá. Bỏ đây đi bác sĩ. Nhẹ bác sĩ ơi. Con chịu khó chút đi. Đau quá. Đau quá đi. Sắp xong rồi con trai chịu khó chút nha. Bác sĩ cắt đau quá. Bác sĩ siêu nhân giỏi lắm á. Bác sĩ làm nhẹ hơn nha bác sĩ. Có đau không? Đau lắm quá chị ơi. Bác sĩ. Màu gì đây bác sĩ? Đây là màu xanh dương. Được rồi. Đâu rồi? Màu xanh dương nó dính chặt. Màu đỏ nữa. Màu đỏ lên. Sắp xong rồi, cố lên. Còn mấy cục bên này nữa này bác sĩ. Đau quá. Đau lắm hả con?
đâu á, bác sĩ làm nhẹ nhẹ thôi. Thế cho nên lần sau là con không được ăn đồ của người là nhá. Dạ. Đau á. À. Màu vàng màu, bác sĩ. Màu vàng. Màu vàng rồi, màu đỏ nè. Màu đỏ. Màu đỏ nó dán chặt quá ơi. Thôi giết luôn à. Màu xanh ơi. Màu xanh. Đau lắm. Màu xanh lá cây. Màu xanh dương. Hai màu xanh lá cây. Rồi, hoan hô bác sĩ siêu nha. Đau quá sao lấy thuốc. Bây giờ đỡ đau chưa con? Dạ rồi. Rồi, bây giờ bác sĩ tiêm cho cậu bé một mũi nha. Dạ. Để giảm đau á. Đưa tôi nặng lắm. Đưa tôi cách kéo cho. Thuốc ở đây nè bác sĩ. Tiêm nhẹo. Tiêm bên tay á bác sĩ. À. Đau quá gì ơi. Trời, mang về uống theo bác sĩ nha. Dạ, tôi chạy với bác sĩ. Ở đây còn cả đúng kìa. Được rồi, cảm ơn bác sĩ siêu nhân rất là nhiều nha. Con trai đỡ đau chưa con trai? Dạ rồi. Rồi, bây giờ nhớ nè, lần sau không được lấy quà của người lạ nè. Không được ăn đồ của người lạ nha chứ con. Dạ. Rồi, bây giờ con về nhà nghỉ ngơi đi. Cảm ơn bác sĩ siêu nhân nha. Rồi, gửi bác sĩ siêu nhân, tạm biệt bác sĩ nha. Rồi con trai về đi con trai.